Ôi đẹp quá các bạn ơi, kìa mây bay kìa, mây bay trên mặt hồ đẹp quá. Và tàu chúng tôi đang chạy, tàu chúng tôi đang chạy. Và đây là các thành viên gia đình nhà mình. Các mình ơi, vẽ tay chào máy nào. Rồi, vẽ tay chào máy nào. Đẹp quá. Đẹp quá. Thành ngắt luôn. Rồi mình hát tập thể bài đi. Hát tập thể bài nhá. Hát bài gì đây? Đẹp chưa kìa? Mây bay đỉnh núi kìa. Đẹp chưa kìa, ôi trời ơi. Ôi chỗ này càng nhiều mây hơn này. Bạn đẹp chưa, bạn đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đẹp chưa mây? Cái đá đẹp thế nhỉ. Tiên cảnh là đây chứ đâu. Đấy. Tiên cảnh trên núi. Bỏ đâu? Bỏ đâu? Bỏ đâu? Vâng. Đây. Đây là đèn. Đèn gì kìa. Đoạn này là đoàn chúng tôi đang dùng flycam để bay lên cao hơn nữa, để có thể nhìn thấy hết được toàn cảnh khu vực hồ Ba Bể chìm trong sương vào lúc buổi sáng. Nơi đây một là thật là có một khung cảnh thật là tuyệt vời các bạn ạ. Mây bay la la trên mặt hồ và trên những đỉnh ngọn núi.